Volvo Special mẫu mới. Bên đây là mẫu cũ, bên đây mẫu mới. Mẫu cũ thì màu sắc đậm hơn mẫu mới. Mẫu mới màu tươi hơn. Và đặc biệt phần nắp là mẫu mới có sự cải tiến nhiều nhất. Màu ngoài phần màu tươi thì phần nắp không có mô lên giống như mẫu cũ. Đây. Còn những phần khác thì cơ bản thì không gì thay đổi, giống nhau. Cảm ơn mọi người.